心中生死无期，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。Ái Khanh tìm Trẫm có việc gì? Bẩm bệ hạ. Từ khi bệ hạ và thần nói đến việc chỉnh đốn triều chính, thần ngủ không ngon giấc, suy nghĩ xem nên làm thế nào để phân ưu với bệ hạ. Vậy Khanh nói xem, theo thần thấy, theo lễ tiết thì phải có hoàng hậu, mà bệ hạ chỉ có Hàng phu nhân, Triệu phu nhân lễ độ chuẩn mực, nên sớm lập hoàng hậu có đủ tứ đức thôi ạ, để quản lý nội cung. Trẫm vừa mới về đô về Trường An, quân hùng dũng binh làm trọng, Xích Mi lại đang nhìn chằm chằm như hổ nhìn mồi, mà xung quanh Trường An lại đang loạn, nhiều kẻ đang muốn ngóc đầu lên. Đợi sau khi bách tính được yên ổn rồi mới lập hậu cũng chưa muộn. Nhưng Ái Khanh cứ yên tâm, Trẫm sẽ không để cho Triệu Cơ thiệt thòi đâu. Đa tạ bệ hạ, lui xuống đi. Vâng. Bệ hạ, có chuyện gì? Tin từ Hà Bắc đưa về, Lưu Tú đã lấy Sang Đồng làm thê tử, đồng thời có được sự ủng hộ 10 vạn đại quân của Chân Định Vương, đang dẫn quân phản kích Vương Lăng. Thật không ngờ rằng Lưu Tú lại có bản lĩnh như vậy. Truyền ý của Trẫm, lập tức phái sứ giả đến phía Tây, đến Lũng Tây, Quy Ngao, bảo Tạ Cung và Mã Vũ khởi hành từ Hà Đông, tấn công Hàm Đan từ phía Nam. Ý của bệ hạ là hợp lực với Lưu Tú cùng diệt Vương Lăng. Lưu Tú là thần tử của Trẫm, nay thần tử đánh trận, sao Trẫm lại không phái quân tới viện trợ chứ? Dân. Rượu ngon quá. Nào, cạn chén. Ai là chọc giận ái phi của Trẫm vậy? Cứ buồn bực không vui. Thiếp đang nghĩ đến chuyện của Âm Tỷ Tỷ. Sớm biết Lưu Tú là người như vậy, lúc đấy ta đã không để cho Âm Tỷ Tỷ đến Hà Bắc rồi. Ta đã nhắc nhở Lệ Hoa từ lâu rồi, rằng Lưu Tú đang lợi dụng cô ấy. Nhưng mà cô ấy không chịu tin, sống chết rồi đi theo hắn. Bây giờ Lưu Tú đã tìm được người phụ nữ có thể giúp đỡ hắn được nhiều hơn, nên đã tiếp tục nạp thiếp, vứt bỏ không quan tâm tới Lệ Hoa. Hắn ta lấy người khác như vậy, khiến cho Âm Tỷ Tỷ phải làm sao đây? Uổng công Âm Tỷ Tỷ vẫn tình sâu nghĩa nặng với hắn. Đây cũng là do chính bản thân của Lệ Hoa đã lựa chọn. Những lúc đó, thiếp còn vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ. Bây giờ nghĩ lại, cái gì mà lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa? Đúng là châm biếm mà.
Con người lưu tú, tâm cơ thâm sâu. Để đạt được mục đích mà thứ gì hắn cũng từ bỏ được. Bệ hạ, thiếp có một chuyện muốn nhờ người. Chuyện gì, nàng nói đi. Nếu như có một ngày bệ hạ không còn thích thần thiếp nữa, bệ hạ, người nhất định phải đích thân nói cho thiếp biết, có được không? Nhà đầu ngốc, nàng là nữ nhân mà trẫm yêu thương, sao trẫm lại không thích nàng chứ? Thiếp nghe nói Hàn Cơ đang mở rộng hậu cung cho người, nói không chừng khi đó bệ hạ có niềm vui mới, sẽ quên tình cũ như thiếp đi thôi. Nàng nghĩ rằng ta và Lưu Tú là cùng một loại người sao? Thiếp không dám, thiếp chỉ là không tự tin. Có thể giữ mãi trái tim của bệ hạ. Triệu Cơ ơi là Triệu Cơ, lẽ nào nàng còn không hiểu sao? Trong trái tim trẫm, vị trí của nàng cao hơn Hàn Cơ nhiều. Đợi khi thiên hạ thái bình rồi, trẫm nhất định sẽ cho nàng một danh phận và địa vị phù hợp. Bệ hạ, đây không phải là thứ thiếp mong muốn. Lẽ nào nàng không muốn làm hoàng hậu? Bệ hạ, thật ra trải qua nhiều chuyện như vậy, thiếp cũng biết, dù là bệ hạ hay Lưu Tú, hai người cưới thê nạp thiếp có khi nào là do tình thế ép buộc. Giờ bệ hạ đã dành Trường Xuân Điện tốt nhất trong cung cho thần thiếp ở, đã chứng tỏ trong lòng bệ hạ có thiếp. Thần thiếp đã thấy rất mãn nguyện rồi. Vì thế những danh phận địa vị kia không còn quan trọng với thiếp nữa. Thiếp chỉ muốn giống như bây giờ được ở bên bệ hạ, rồi sinh cho bệ hạ một hoàng tử. Thiếp đã mãn nguyện rồi. Triệu Cơ, nàng yên tâm, trẫm sẽ không phụ lòng nàng đâu. Lệ Hoa, thế có đau không? Phí lời, đương nhiên là đau rồi. Quỳnh thử xem. Ta thử cái này làm gì chứ, ta đâu có què. Quỳnh đừng có nói mãi què què có được không hả? Ta đã đủ đen đuổi rồi, Quỳnh cứ chế giễu ta mãi. Được rồi, vậy ta không nói nữa. Ta nghe sư phụ nói, muội từ nhỏ đã học kiếm pháp. Ta nghĩ sau khi muội khỏi rồi, chúng ta đọ sức có được không? Tử Lăng à, muội không phải là không coi trọng Quỳnh, nhưng Quỳnh đừng nói đợi muội khỏi rồi, cho dù là bây giờ muội cũng có thể thắng Quỳnh một cách dễ dàng. Khen muội một câu mà muội đã như thế rồi, giờ muội còn không động đậy nổi, làm sao mà thắng được Quỳnh? Đợi cửu cửu chữa khỏi chân cho muội rồi Quỳnh xem muội xử lý Quỳnh như thế nào. Tử Lăng nào, đỡ Lệ Hoa xuống thử đi xem thế nào. Nhẹ thôi. Nào nào, tốt rồi, hai chân có phải là có sức hơn lúc nãy không? Hình như là có sức hơn lúc nãy, mà cũng không đau như khi nãy nữa. Châm huyệt mạch này rất có ích, để muội tự đi. Ê,
Hình như không đau như khi nãy nữa. Mụi có đi được không vậy? Đừng có cố quá đấy. Tất nhiên là được mà. Không được, không được, cẩn thận chút. Mới vừa có quyển chuyển tốt, không được nóng vội. Đi từ từ, từ từ. Vài tháng nữa là có thể đi lại bình thường rồi. Nào để ta đỡ. Mỗi ngày luyện như thế này sẽ ngày một tốt hơn. Được. Cô nương, không hay rồi. Sao thế? Tín đồ thất thủ, Nhậm Quan Cảnh Thuần và gia quyến quân Hán đều bị địch giam giữ. Văn Thúc đi đâu rồi? Khi Lưu Tú dẫn đại quân chủ lực đi lên phía Bắc đánh thành Bá Nhân, Dương Lan một mặt phái đại tướng Trương Tham tiến vào chiếm giữ, mặt khác phái thủ hạ Tín Đô Dương Soái dây hãm Tín Đô. Binh lực Tín Đô vốn đã yếu, thêm vào việc trong thành có nhà quyền quý Mã Sủng giết chết tướng sĩ quân Hán thủ thành, mở cửa thành tiếp quân Hàm Đan, thành Tín Đô không đánh mà mất. Gia quyến của Nhậm Quan Cảnh Thuần, thê tử cha mẹ của Lý Trung và cha đệ đệ của Phi Hồng, tất cả gia quyến đều bị giam giữ. Cô nương, chuyện từ khi nào? Cách đây mấy ngày, chúng ta đi không được bao lâu thì xảy ra chuyện. Vậy Lý Trung bọn họ có phản ứng gì không? Ta nghĩ chỉ có hai khả năng. Một là bọn họ bị ép làm chuyện không có lợi cho Đại Tư Mã. Hai là bọn họ trung thành với Đại Tư Mã, nhưng tiền đề là từ bỏ người nhà của mình. Tên Vương Lang này thủ đoạn thật là thâm hiểm. Nếu như những người nhà kia có gì bất trắc thì những binh tướng đi theo Lưu Tú sẽ mất hết tinh thần. Đến lúc đó cho dù Lưu Tú có dốc hết sức thì e rằng cũng nguy hiểm vô cùng. Chúa công, gia quyến của các binh tướng ta đã bị bắt hết rồi. Bọn chúng còn lấy họ làm con tin, tuyên bố hịch văn với chúng ta. Trong hịch văn còn uy hiếp, nếu không đầu hàng sẽ tàn sát gia quyến của quân ta. Lập tức chỉnh đốn binh mã, cứu viện Tín Đô, không màng tất cả cũng phải cứu được gia quyến của quân Hán ta. Đại Tư Mã suy nghĩ cho gia quyến của chúng ta, chúng ta phải xét đến đại cục. Đã phục vụ cho hoàng thượng thì không thể lo đến người nhà, phải lấy quốc sự làm trọng. Nếu lúc này Đại Tư Mã trở về Tín Đô sẽ mất hết công sức đã bỏ ra. Nhậm tướng quân nói rất đúng, lúc này không thể rút binh lùi lại phía sau. Nếu như vậy, ngược lại sẽ trúng phải gian kế của Dương Lan và Lưu Lâm. Đúng vậy, chúng ta không thể tự làm loạn mình, nhất định sẽ có kế vẹn toàn cả đôi đường. Cho dù có cứu được gia quyến hay không, chúng tôi đều thề chết đi theo đại tướng quân, thề chết đi theo đại tướng quân. Ý tốt của các vị tướng lĩnh, Tú cảm kích khôn nguôi. Nhưng Tú đã từng trải qua nỗi đau khổ việc mất đi người thân trong chiến trận. Bởi vậy dù thế nào, ta cũng không thể đem gia quyến của mọi người đặt vào nơi nguy hiểm. Chủ công, nhưng hiện nay lòng người hoang mang. Nếu chúng ta rời khỏi đây, sợ lòng quân sẽ thay đổi. Chủ công, theo ta thấy, ngài nên tiếp tục ở lại quân danh, công đánh Bách Nhân Thành, đồng thời phái hai vị tướng quân Nhậm Quan và Lý Trung mỗi người đem theo một đội quân mã đến Tín Đô chi viện. Chủ công, Phùng tướng quân nói rất đúng, để tôi và Lý Trung đi đi, để chúng tôi đi đi. Vậy xin nhờ hai vị tướng quân về Tín Đô cứu viện, xin hai vị nhất định phải cứu lấy thân quyến của Hán quân. Ngoài ra, truyền chỉ ý của ta, ai cứu được thân quyến của Hán quân, thưởng ngàn vạn quan tiền. Mạc tướng xin vâng lệnh. Cô nương, nhận được tin tức Vương Lang đang chiêu hàng. Hắn nói nếu chịu đầu hàng sẽ được thăng quan tiến chức, nếu không chịu đầu hàng thì sẽ giết sạch người của bọn họ. Nhậm Quan Cảnh Thần bi đồng Lý Trung và các tướng lĩnh khác, không những không khuất phục, còn giết chết đệ đệ của Mã Sủng là Mã Trung, thà chết không chịu hàng. Bọn họ đi theo Tam Ca trong lúc hoạn nạn. Giờ đây phụ mẫu thê nhi rơi vào tay giặc, nếu không cứu bọn họ ra, không chỉ có lỗi với các tướng sĩ, còn có lỗi với lòng tin của họ vào dân tâm của Tam Ca.
Ở Hà Bắc chúng ta có bao nhiêu ảnh sĩ? Ý cô nương là tập hợp tất cả người nhà họ Âm gài gắm ở Hà Bắc nhất định phải cứu gia quyến của các tướng sĩ. Xin cô nương suy xét lại, chuyện này không thể được. Sao lại không thể? Ảnh sĩ chỉ phụ trách truyền tin tức, không có liên quan với nhau. Thân phận của bọn họ đều là bách tính thông thường, chỉ là những người có thân phận nhỏ nhoi. Những người này không hợp đem ra chỗ sáng, càng không thích hợp với việc hành quân đánh trận. Hơn nữa ảnh sĩ của Âm gia không đến 500 người. Lấy 500 người đối địch với mấy mươi vạn đại quân trong thành Hàm Đan như dê vào miệng cọp, chỉ có đường chết mà thôi. Tôi thấy việc này nên để Đại Tư Mã tự xử lý thì hơn. Theo tôi được biết, Đại Tư Mã đã cho người đi cứu viện rồi. Chúa công, đám người Nhậm Quan, Lý Trung về chi viện quân Tín Đô trên dọc đường về bị quân chủ binh của Vương Lãng chặn lại. Bây giờ hai quân đang giằng co nhau, e là khó để thoát thân. Tình hình bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Nhậm Quan, Lý Trung nếu còn tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn là không thể chống lại quân của Vương Lãng, khả năng thắng cũng không cao. Nhưng nếu bây giờ mà rút quân thì đồng nghĩa với việc bỏ mặt sống chết của bách tính Tín Đô. Phen này Dương Lãng quả là âm độc. Nếu mà chúng ta không thể cứu được gia quyến ở Tín Đô thì không chỉ có lỗi với chư tướng mà còn khiến cho lòng quân tản mạng. Nhưng mà bây giờ đã đến bước đường này thì nhất định phải tìm cách để cứu con tin đi ra trước. Chúa công, bây giờ chúng ta chỉ có một cách, là cầu cứu Chân Định Vương Lưu Dương. Binh lực của ông ta hùng hậu, nếu ông ta chịu phái viện binh thì chắc chắn là có thể giải vây cho Tín Đô. Lưu Dương nếu ông ta mà chịu xuất binh thì đã xuất lâu rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm ông ta thì chắc cũng chẳng có kết quả gì đâu. Chú công, bây giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi, chúng ta cứ thử một lần đi. Thôi vậy, thế thì cứ phái Lưu Thực đi vậy. Vâng. Tín Đô rơi vào tay của Vương Lãng, Lưu Tú tứ phía bị bao vây. Ê là lần này đánh ít dữ nhiều rồi. Đại ca, quân định làm thế nào? Có cần phải phái binh đi chi viện không? Đại Dương, Lưu Thực tướng quân cầu kiến. Lưu Tú quả nhiên đã phái người đến. Để hắn vào đi. Không, cứ nói ta bị bệnh, không tiện gặp khách. Bỏ hắn cứ về đi. Vâng. Mặt tướng Lưu Thực tham kiến phu nhân. Sao tướng quân đêm khuya lại đến đây? Nếu không phải do tình hình khẩn cấp thì mặt tướng cũng đã không mạo muội như vậy. Đêm khuya còn nhờ phu nhân, có chuyện gì vậy? Không lẽ là tướng... Phu nhân đừng nôn nóng, Đại Tư Mã tạm thời không sao. Chỉ là nếu bây giờ không trừ nguy cơ thì Đại Tư Mã cũng khó giữ được thân mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi. Phu nhân biết chuyện Tín Đô thất thủ rồi chứ? Đại Tư Mã phái Nhậm Quan, Lý Trung về chi viện Tín Đô, nhưng mà dọc đường lại bị quân địch chặn lại. Giờ đây Đại Tư Mã bị bao vây tứ phía, nguy trong gang tấc. Trong tình cảnh bất đắc dĩ nên phái tiên chức đến Chân Định xin Định Dương xuất binh. Vậy tướng quân có đến Chân Định chưa? Tại hạ đã đến Chân Định rồi, nhưng Chân Định Vương nói bị bệnh không chịu ra gặp tại hạ. Phu nhân, mặt tướng khẩn xin phu nhân đi cầu xin Chân Định Vương hãy niệm tình cuộc liên hôn kết minh mà phái binh viện trợ Tín Đô. Ta biết rồi, giờ ta sẽ đến Chân Định xin cũ phụ chi viện. Đa tạ phu nhân. Giờ tại hạ sẽ đi chuẩn bị xe ngựa, xin cáo lui trước. Cô nương, chuyện xuất binh không phải chuyện nhỏ. Cô nương đừng nên hỏi nữa thì hơn. Nếu mà không đích thân đi xin cũ phụ tri viện thì ta có lỗi với phu quân. Đại Tư Mã lạnh nhạt với cô như vậy, mặc cho cô phòng không gối chiếc mà cô nương vẫn cứ nhất mực suy tình, có đáng không? Anh Lạc, phu quân là người đàn ông của cuộc đời ta, chàng ấy từng xả thân cứu giúp. Nếu chàng ấy vô tình với ta thì sao ta có thể đem tính mạng ra làm trò đùa? Tuy chàng đã lấy ta làm vợ nhưng vẫn không thể nói lên chỗ khó của mình, vẫn tự mình gánh vác. Đó là vì chàng sợ ta khó xử phải đi cầu xin cổ phụ. Chàng thật lòng với ta như vậy mà lại bị người khác xung quanh coi là lạnh nhạt vô tình. Cuộc đời này bất cứ chuyện gì ta làm cho chàng cũng đều xứng đáng. Nhưng mà đừng nói nữa anh Lạc, còn không mau thu dọn hành lý lập tức khởi hành. Dân ừ.
Lê Hoa, sao cô cứ không nghe khuyên thế? Cho dù bây giờ cô có hồi phục có thể cầm binh đánh giặc thì cô cũng đâu có cứu được người cô tính đâu. Tử Lăng, những thân quyến đó có liên quan đến Tam Ca, cũng là người thân của những đồng bào. Khi Nhậm Quan, ta không thể ngó mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn. Thế quy định đo như thế nào dùng người của Am Gia à? Ta không biết, Quynh nói cho ta biết đi. Những chuyện liên quan đến mạng người như thế này thì cô đừng có hỏi ta thì hơn, tự mình đi quyết định đi. Cô cũ, làm thế nào đây? Nào, ra chơi ván cờ với ta. Bây giờ con làm gì mà còn tâm trạng đánh cờ? Thế mà con cũng từng làm tướng trong quân đội, tình hình càng hỗn loạn thì càng phải giữ bình tĩnh. Cứ bồng bột phốc nổi như con bây giờ, con nói xem làm sao mà quyết định sáng suốt được. Thật ra, sự hưng thịnh của Giang Sơn, tồn vong của chúng sinh đều có thuật nhất định riêng của chúng. Mỗi người sống trên cõi đời này thật chất cũng giống như là con cờ trên bàn cờ. Mỗi một bước đi đều ảnh hưởng đến tương lai của nó. Đánh đi. Nếu đời người cũng giống như đánh cờ thì tốt. Cho dù có sai thì cũng vẫn gánh chịu nổi. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng không ai là gánh vác nổi trong chuyện quyết sách sinh tử cả. Ta và Tử Lăng hiểu rất rõ điểm này. Cho nên chúng ta đừng có chút học vấn, nhưng chúng ta vẫn đã chọn cách ẩn cư sơn tâm. Bởi chúng ta biết rất rõ mình là phàm phu tục tử, không làm nên được chuyện gì lớn. Phàm là những người có thể làm nên việc lớn, thì từng quyết định của người ấy đều sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của ngàn vạn người. Cái đó cần một trí tuệ rất cao siêu, phải biết nắm biết buông. Tuy nhiều khi một số quyết định của mình là vô cùng tàn khốc. Đến lượt con đi đấy. Không phải ai cũng làm được. Chuyện hy sinh bản thân mình để lo cho đại cục cũng giống như với Lưu Tú cưới Quá Thị vậy. Cũng như là Lưu Tú thành thân với Quá Thị vậy. Vì các con hiểu được phải trân trọng tính mạng con người, thế nên mỗi bước đi của các con đều là vì để bảo vệ nhiều người hơn nữa. Cho dù phải hy sinh tình cảm của bản thân mình, thậm chí là tôn nghiêm của bản thân. Lệ Hoa, con có từng hối hận khi rời khỏi nó không? Con không hối hận. Con không sợ phải hy sinh bản thân mình. Chỉ là phải đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy. Thật sự con có tàn nhẫn, có đau khổ hơn nữa, con cũng phải lựa chọn. Kẻ làm tướng soái sao có thể không hiểu đạo lý lấy và bỏ? Cụ cụ, con biết phải làm gì rồi. Ta và Tử Lăng đã lên kế hoạch kỹ càng cho việc cứu người. Ngươi chỉ cần thực hiện theo kế hoạch là được. Cô nương, nếu làm vậy, người của chúng ta nếu có may mắn sống sót cũng có thể vì thế mà bại lộ thân thế, không còn có ý nghĩa gì để tồn tại nữa. Nhân mạch mà đại công tử đã gây dựng ở Hà Bắc mấy mươi năm, có lẽ vì vậy mà chết hết. Ta biết, đây là quyết định của ta. Ngươi cứ làm theo là được. Ngươi chỉ cần tập hợp nhân mã, cứu người đi ra ngoài, cứu được một người hay một người. Có thể bảo toàn tính mạng thì bảo toàn tính mạng. Nếu bọn họ không muốn, cũng đừng miễn cưỡng. Cô nương, chúng tôi chịu ơn của Âm gia, ân huệ của đại công tử đến chết cũng không dám quên. Cô không sợ âm thức sẽ trách tội cô sao? Ta không lo được nhiều như vậy. Tử Lăng, ta có chuyện muốn nhờ Quynh giúp. Ta sức trói gà còn không chặt, cô đừng có tìm ta đi đánh trận. Ta không cần Quynh đi đánh trận. Ta muốn giả bút tích của Tam Ca, viết thư gửi cho Mã Võ ở gần Tín Đô. Quynh gửi đi giúp ta cầu quân chi diện. Cái này thì ta có thể giúp.
Có lẽ chân định vương đang bận chuyện quân cơ quan trọng, tiểu thư nên về đi thôi, ngày khác lại đến thăm hỏi. Rốt cuộc là đống sách không biết nói đó quan trọng hay là tính mạng của phu quân ta quan trọng. Hơn nữa còn có bao nhiêu thân quyến của các tướng sĩ ở Tín Đô. Đi tiếp. Vâng, thưa tiểu thư. Lão gia, ta hiểu rõ sang đồng. Tiểu cô nương da mặt mỏng, cứ kệ nó thêm lúc nữa, nó sẽ tự mình về phủ thôi. Không có việc gì quan trọng thì đừng thông báo nữa. Lùi xuống đi. Vâng, thưa lão gia. Không được đâu tiểu thư, lẽ nào lời của ta thì ngươi cũng không nghe sao? Sang đồng bất hiếu làm phiền cố phụ, nhân mạng người quan trọng. Nếu mà cố phụ không chịu gặp sang đồng, chỉ e tính mạng của phu quân khó giữ. Sang đồng dùng bát nước độc này, xin theo phu quân xuống dưới suối vàng, xin bái biệt cố phụ ở đây, kiếp sau hẹn gặp lại. Còn ngẩn người đó ra để làm gì hả? Muốn xem tiểu thư nhà của chúng ta bị độc mà chết hả? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì sẽ lấy đầu của mấy người ra đền đấy, còn không mau đi thông báo đi. Sang đồng của ta, còn làm cái gì vậy hả? Đám ăn hại các ngươi hầu hạ tiểu thư như thế à? Lúc quan trọng lại gây quả lớn cho ta như vậy, lui xuống chịu đòn hết cho ta. Lại thứ nhất, tạ ơn của phụ chịu dành chút thời gian lúc trăm công nghìn việc chịu gặp sang đồng một lần. Lại thứ hai, cầu xin của phụ tha cho đám hạ nhân kia là do sang đồng ương bướng, không liên quan gì đến người khác. Sang đồng, con mau đứng lên đi, để cho người ngoài trông thấy thì ra cái thể thống gì chứ. Lão phu đang xem quân cơ, quên mất thời gian. Chúng ta là người một nhà, có gì từ từ nói, cần gì phải đi câu nệ lễ tiết như vậy. Cố phụ nói phải, phu quân giờ đây là người một nhà với nhà họ Quá của chúng ta. Lúc này phu quân gặp nạn, cầu xin cố phụ hãy xuất binh cứu giúp. Sang đồng à, không phải là cố phụ không chịu giúp con, quả thật là ta lực bất tòng tâm. Lưu Tú cũng quá không chịu yên phận rồi. Ta không thể đem tính mệnh của các tướng sĩ mạo hiểm được. Mau bỏ xuống. Cố phụ, Sang đồng cũng không muốn làm khó cố phụ. Chỉ là cha con mất sớm, cố phụ luôn coi Sang đồng như là con gái ruột của mình mà nuôi dạy đến bây giờ. Cố phụ dẫn dạy con, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Này con đã tìm được một lang quân như ý. Nhưng không ngờ, không ngờ, nếu mà cố phụ không ra tay cứu giúp, chỉ e làm bậy. Con thật sự là làm bậy. Lão phu chinh chiến xa trường bao năm, hổng nhất là có người uy hiếp ta. Con nghĩ Lưu Tú lấy con là vì cái gì hả? Hắn sớm đã có rồi, có âm lệ qua kia. Sang đồng, không được làm bậy. Đứng dậy, Sang đồng. Tiểu thư, mau gọi đại phu. Gọi đại phu nhanh lên. Nếu con gái ta có mệnh hệ gì, cụ cũ cứ coi như là lần cuối cùng Sang đồng cầu xin người. Cứ coi như là lần cuối cùng trong cuộc đời này Sang đồng cầu xin người. Cầu xin người đó cụ cũ, hãy đồng ý với con đi. Mẫu thân, hãy mau giúp con cầu xin cụ cũ đi. Giúp con cầu xin ông ấy, để cho ông ấy xuất binh cứu phu quân con. Mẫu thân cụ cũ. Ca, quân hãy thương lấy Sang đồng, phái binh đi giúp Lưu Văn Thuốc đi. Đều là người một nhà cả, ta đương nhiên là không thể không lo rồi. Trước mắt nên trị độc cho Sang đồng đi đã. Sang đồng, đa tạ cổ phụ. Sang đồng, tiểu thư, tiểu thư. Sang đồng, Sang đồng, người đâu? Sang đồng, người đâu? Xin
Trần Định Dương và quá phu nhân xin hãy yên tâm. Tiểu thư uống khá ít độc, uống mấy thang thuốc ruột ngỗng là có thể giải độc. Ca ca, quân sẽ phái binh thật sao? Tổng trấn sẽ phái binh. Mùi mùi gan dạ của ta, vậy mà cũng tin ta sẽ tiếp ứng. Lúc nãy nếu ta không đồng ý với Sang Đồng, thế thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vương Lang sẽ sốc toàn lực, chắc chắn sẽ điều tới cùng với Lưu Tú. Trong tay hắn có 20 vạn đại quân, cho dù ta có phái binh qua đó thì cũng không có phần thắng. Đến lúc đó không những không giải cứu được con tin ở Tín Đô, ngược lại còn là binh sĩ của chúng ta tìm đến cái chết. Vậy theo ý của ca ca là nên xử lý chuyện này thế nào? Nếu Lưu Tú là người có thể thành đại sự thật, thì nên quyết đoán từ bỏ Tín Đô. Với tính cách của Lưu Tú, e là rất khó quyết định như vậy. Người bị bao vây Tín Đô đều là người thân của các tướng lĩnh dưới trướng của cậu ta. Quyết định như thế nào thì đó là chuyện của cậu ta. Nhưng muốn ta phái binh, Tín Đô nguy hiểm, ta không thể để cho Sang Đồng quay về để tìm Lưu Tú được. Tín Đô bị vây hãm, ta cũng vô cùng lo lắng. Ta đã nhiều lần xin Tạ Cung phái binh chi viện, nhưng mà hắn cứ án binh bất động mặc kệ, không lo còn lệnh cho ta không được manh động. Ta quả thật là hết cách rồi. Ta biết huynh trung thành với Lưu Quyền, nhưng mà thật ra người luôn nghĩ đến bách tính, thiên hạ chúng sinh lại là Lưu Văn Thúc. Không biết là quân có còn nhớ hay không, năm xưa lúc ở Trường An là Văn Thúc và cả Đặng Vũ đã mạo hiểm tính mạng để cứu quân ra. Bây giờ Văn Thúc gặp nạn, sao quân lại có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Lệ Hoa, chân vừa mới đỡ được tí, gió trên núi rất lạnh, cẩn thận bị cảm đó. Cảm ơn cụ cũ. Đều tại cái chân đáng chết của con chẳng làm được gì cả. Điều con nên làm đều đã làm cả rồi. Cứ để cho bản thân bình tĩnh trước đã, đừng trách bản thân quá. Sao con có thể không tự trách được chứ? Ngay lúc này, con đang đưa người thân của mình đến cái chết. Từ nhỏ người và mẹ đã dạy con là phải biết khiêm tốn, coi trọng tính mạng. Bao năm nay vì bảo vệ người thân của mình, bảo vệ người mình yêu, hai tay của con nhuốm đầy máu tươi, có máu của kẻ thù và cả máu của người thân. Con tưởng rằng mình đi đánh trận thì có thể cứu được rất nhiều người, nhưng kết quả thì sao? Biểu tỷ, bá thăng đại ca, biết bao nhiêu người vẫn cứ hy sinh, nhưng mà thiên hạ này chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn là một đống hỗn loạn như cũ, chiến tranh vẫn không hề kết thúc. Từ xưa đến nay, những người đánh khắp giang sơn không pha thiên hạ, tay ai mà được sạch sẽ chứ? Lệ Hoa, con phải tin rằng thiên đạo vẫn còn. Những người đã hy sinh ấy, sự hy sinh của họ sẽ không hề uổng phí. Rất nhanh sẽ có một vương trợ sinh ra đúng thời. Lòng luôn nghĩ đến bách tính và thống nhất thiên hạ thôi. Người đó sẽ xây chuyển tình thế, phó cũ lập mới. Sẽ có một ngày người đó sẽ cho lê dân bách tính một thiên hạ thái bình. Con sợ con không đợi được ngày đó. Con à, sống sót vốn đã không dễ dàng rồi. Chính vì không dễ dàng nên mới phải trân trọng. Cha mẹ, người thân của con và cả những đồng bào đã chết trận, họ đều đang ở trên trời mong chờ con hãy mạnh mẽ hơn nữa, để bản thân sống thật tốt. Đừng phụ sự chúc phúc của họ dành cho con. Cụ
Có khổ cực cỡ nào đi chăng nữa, con cũng sẽ cố gắng sống tiếp. Mau đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa cấp tốc về Tĩnh Đô để báo tin tốt là của cũ đã đồng ý xuất binh với phu quân tiểu thư chuyện này. Hay là chúng ta cứ đợi chiến sự bình thường lại rồi hãy đi đi. Thân phận của cô cao quý lại mới khỏi bệnh, sao lại chịu gian khổ lần này chứ? Ta không sao rồi. Tiểu thư, cô đừng đi nữa. Phu nhân biết được sẽ đánh chết em mất. Mẫu thân à. Chiêu này của ca ca quả nhiên cao minh. Muội muội, cục diện trước mắt hỗn loạn. Ta thích nhất nhìn bọn chúng đấu đá nhau đến chết. Ngu ngốc. Người tinh mắt nhìn cái là biết. Vương Lang, Lưu Tử Dư chính là trò chơi treo đầu dê bán thịt chó. Canh Thủy Dương Triều cũng chỉ là một tên khốn có ngoại hình mà thôi. Nếu không có Lưu Tú đánh bình ổn Giang Sơn ở Hà Bắc thì việc theo gót Vương Mãn là chuyện sớm muộn mà thôi. Muội muội, chuyện hôn nhân của nhà chúng ta định như thế coi như đã quá tốt rồi. Sang Đồng, nhà của chúng ta chính là mệnh hoàng hậu. Vậy tại sao ca ca lại không xuất binh? Để nào huynh không lo lắng tính mạng con rể hoàng đế tương lai này? Nếu hắn thực sự có số làm hoàng đế, đương nhiên thiên hoàng sẽ bảo vệ. Chúng ta hà tất phải tự chuốc lấy phiền toái. Ca ca đúng là tiêu sầu. Ta không ra tay, tự khắc sẽ có người ra tay. Với tính cách của Âm Lệ Hoa, muội còn lo cô ta không ra tay sao? Âm gia cô ta ỷ vào 500 ảnh sĩ lập nên bức tường đồng vách sắt ở Tân Giả. Nếu sau này Lưu Tú thực sự xưng đế thì Âm gia đương nhiên trở thành đại hoạn số một của chúng ta. Đợi đến lúc đấy chúng ta mới ra tay, e rằng không kịp nữa. Nói chuyện với ca ca, muội muội gặt hái được nhiều điều. Nếu Âm Lệ Hoa ra tay, ảnh sĩ Âm gia sẽ tổn binh thiệt tướng. Sau này Âm Lệ Hoa ở hậu cung cũng không dám ăn nói lỗ mãng. Như vậy Sang Đồng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Sao lại như vậy? Sao có thể thế được? Không, phu quân gặp nguy hiểm. Tiểu thư, chuyện gì vậy? Tiểu thư chạy ra ngoài rồi, lũ ngốc còn không mau đuổi theo. Dừng. Ai vậy? Mấy huynh đệ vất vả rồi, bọn ta đến giao ban. Ngươi là ai? Sao được trước nay ta chưa gặp? Bọn ta là người mới đến, đại nhân nói vì tăng cường bảo vệ nên cử bọn ta qua bên này. Nào, biết chư vị huynh đệ vất vả, đặc biệt là mang đến rượu ngon, món ngon thượng đẳng để thăm hỏi chư vị. Sao nào không thể chứ? Được, mới đến à, ngươi cũng tuân thủ quy tắc đấy. Đúng vậy, được, các huynh đệ hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Để mấy huynh đệ mới đến canh gác thay cho chúng ta. Được rồi, cầm lấy chúng ta đi nào. Các huynh đi thông thả nha. Đi thông thả. Mau cứu người, mau. Các vị, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân cứu giúp được rồi. Nơi này không tiện ở lâu đâu, chúng ta mau đi thôi. Mau đứng dậy con ơi, mẹ. Không đi rồi, đi, mau đi thôi, mẹ. Sao bên đó lại có tiếng trẻ con khóc? Đi, qua bên đó xem sao. Mau, mau. Và tuyến tính đồ chạy rồi, mau đuổi theo cho ta. Đi mau. Các người bảo vệ giao quyến đi trước, những người khác theo ta chặn phía sau. Giết.
江山来还愿意吗？红颜祸水弥天大荒，江山如画，谁令男儿卸甲？我要将爱昭告天下，我是红颜，也是江山。迎风绽放，